Ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những ý kiến của bác sĩ chuyên khoa da liễu Nguyễn Trường Thắng về vấn đề phòng và điều trị nám da ở độ tuổi trung niên. Phụ huynh xin chào bác sĩ Thắng, rất vui được gặp lại bác sĩ Thắng trong chương trình Alo bác sĩ ngày hôm nay. Thưa bác sĩ Thắng, nói về vấn đề da ở các chị em phụ nữ thì hầu như ai cũng rất là quan tâm đến làn da mặt và họ luôn dành một sự chăm sóc đặc biệt cho vùng da này. Chỉ cần một vết nám nhỏ thôi là họ tìm đủ mọi cách để làm cho nó biến đi. Nhưng mà có một điều mình không hiểu là vì sao nám lại thường xuất hiện ở phụ nữ độ tuổi trung niên nhiều nhất? Ở phụ nữ cái tuổi trung niên là một cái đối tượng mà thường đa phần họ lập gia đình và sinh con cái. Thì trong quá trình mang thai, sinh em bé, nội tiết thay đổi. Đó là đặc biệt là estradiol. Chính cái nội tiết này làm tình trạng sạm da rất là nhiều. Ngoài ra khi mà phụ nữ trung niên thì họ có cuộc sống gia đình, họ bận rộn với công việc, họ không có cái thời gian, ít có thời gian để chăm sóc về da. Ngoài ra cái công việc đó, cái áp lực công việc đó cho người phụ nữ, họ bị stress là một cái yếu tố mà làm cho sạm da nhiều hơn. Người phụ nữ Việt Nam mình á, chăm sóc da thì họ thường là theo cái kinh nghiệm truyền miệng hoặc là sử dụng những mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Cái thời gian mà từ khi biết làm đẹp cho đến cái tuổi trung niên là một thời gian đủ dài để cho những cái tác dụng phụ của những cái sản phẩm dưỡng da nó biểu hiện ra ngoài. Mà cụ thể ở đây là tình trạng sạm da. Đó là những nguyên nhân gây tình trạng nám da ở phụ nữ độ tuổi trung niên. Còn đối với tất cả các chị em phụ nữ thì những nguyên nhân gây nên vấn đề nám da cũng là những nguyên nhân như bác sĩ vừa chia sẻ. Ngoài những nguyên nhân trên thì một cái nguyên nhân quan trọng và thường gặp nhất đó là cái tia xạ, là tia cực tím, đặc biệt là tia UVA và UVB. Chính những tia này là thủ phạm chính quan trọng nhất gây nên tình trạng sạm da. Cái chế độ dinh dưỡng khi thiếu hụt một số vitamin hay khoáng chất thì làm tình trạng sạm da nhiều hơn. Tại sao phải nhấn mạnh về cái corticoid? Bởi vì cái sản phẩm corticoid ban đầu tiên làm cho da nó đẹp và nó sáng, nó mịn, nhưng khi về lâu về dài làm cho da tình trạng da sạm, nổi mụn và rạn da. Còn một yếu tố nữa đó là bệnh nhân sử dụng thuốc điều trị một số bệnh khác đem lại cho bệnh nhân sạm da nhiều hơn, chẳng hạn như streptomycin hoặc là thuốc ngừa thai. Và một cái điều quan trọng là cái vấn đề sạm da hay một cái đốm nâu ở da mặt thì thường đó do một cái tình trạng tăng sắc tố sau viêm. Như vậy thì có những phương pháp trong y học hiện nay để điều trị nám da một cách hiệu quả là những phương pháp nào? Kỳ thực khi mà điều trị sạm da đó là một cái công việc mà đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Để mà điều trị hiệu quả thì người thầy thuốc và bệnh nhân phải phối hợp cách chặt chẽ. Cái cốt lõi là tìm ra được cái nguyên nhân nào là gây sạm da để có một chế độ điều trị phù hợp. Tùy đối tượng mà mình sử dụng thuốc hoặc là mình sử dụng ánh sáng để làm xóa mờ đi vết sạm. Và nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ Thắng có thể chia sẻ một số lời khuyên để giúp các chị em phụ nữ có thể phòng ngừa được vấn đề sạm da. Để mà phòng ngừa sạm da hoặc nám da thì trước mắt đó là mình phải che chắn ánh sáng cho thật kỹ bằng cách là mình đeo khẩu trang thường hay thấy hoặc là mình sử dụng những kem chống nắng. Mình phải có một cái chế độ dinh dưỡng cân đối về những vitamin và khoáng chất. Một điều đáng lưu ý để mà có những cái tác dụng phụ không mong muốn khi mình chăm sóc da đó là phải coi được những sản phẩm rồi chăm sóc da có đúng hay không và nó rõ nguồn gốc như thế nào để mình tránh đi những tác dụng phụ sau này không muốn. Mình còn quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng để đầy đủ những vitamin và khoáng chất. Đặc biệt ở đây là mình chú ý đến vitamin E, vitamin C, những khoáng chất như chẳng hạn như selenium. Đó là những cái yếu tố vi lượng làm giúp cho da nó khỏe, nó trẻ và nó sáng hơn, làm cho tình trạng da chậm đi lão hóa. Chẳng hạn như vitamin A hoặc là trong vitamin C thì có những trong cái sản phẩm có mang chua hơn. Chẳng hạn như cam, bưởi. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Thắng. Thưa quý vị, làm đẹp là vấn đề muôn thuở của phụ nữ. Qua những lời tư vấn của bác sĩ Nguyễn Trường Thắng về vấn đề nám da ở phụ nữ nói chung và phụ nữ trung niên nói riêng, thì đây là những thông tin rất bổ ích để chị em ghi nhớ và phòng ngừa cho mình.